Sáng ngày 1 tháng 12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh vào tối ngày 30 tháng 11. Trước đó, hai nam thanh niên cầm súng xông vào cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Sau khi lấy được một số vàng, cả hai lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nóng đối tượng gây án. Trên đường tẩu thoát, một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao và bắn súng về phía lực lượng làm nhiệm vụ, tự ngã dẫn đến tử vong. Người còn lại bỏ trốn đến địa phận thuộc tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ trong đêm. Tại hiện trường, Công an thu giữ các tang vật liên quan, trong đó có súng, dạng giống súng rulo cùng đạn.